cái vị trí cầu thang nó check-in rất là sống, rất là tốt luôn á các bạn, rất đẹp luôn á. Đây là quầy 3. Đây phía trước là đường, còn cái bên hông nó là cái chợ xóm lưới nha các bạn. Đẹp ghê luôn á. Chỗ này đẹp lắm. Rồi đi đi. Quay ra ngoài mới đẹp này lên. Từ từ. Đi cho đẹp nữa, bắt đầu. Thôi rồi. Đi lên ơi. Nắng gì? Địa điểm check-in sống ảo tuyệt vời. Thì cho các bạn menu của quán cà phê này nhé. Thì hiện tại thì quán cà phê này toàn tiếng Anh. Thì các bạn nào về tiếng Anh thì mình cũng dễ nhìn. Đây cũng có rất là nhiều. Ở đây lại có rượu ngoại nè, rồi có cà phê Ý nè, rồi bia, một loại các loại rượu. Đây, quốc gia rum. Còn phía sau đây rồi mình sẽ có là cà phê nước giải khát, hoặc là Coca-Cola, Cocktail, Sprite, Tonic and những cái khác nữa. Thì ở đây mình sẽ có nước ép cam nè, nước nước ép dưa hấu, nước chanh, nước ép thơm, nước ép ổi, dừa, cà rốt và nước ép chanh dây. Ngoài ra còn nhiều cái mức uống khác, giá dao động ở đây thì tầm khoảng từ 45 đến 70 nghìn. Còn đối với rượu á, rượu thì tầm khoảng 90 đến 200 nghìn. Và có một số ly như là whisky, ở đây mà mình có làm Macaron 18 Sherry Oak thì mình sẽ có là 18 triệu 800 ngàn một chai. Cái này thì buổi tối á, buổi tối thì ở đây có nhạc sọc sình thì giống như một cái lao nhỏ đi các bạn, thì nó rất là đẹp.
Rồi hiện tại thì menu cũng đã hết, thì bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem những cái khung cảnh xung quanh đây nhé. Chiều tầm khoảng 5 giờ nha mọi người. 5 giờ thì mình sẽ ra đây uống cà phê, quay vòng bạn bè, hơi miệng và ngắm biển. Ở đây sẽ có một cái biển và mình sẽ ngắm hoàng hôn về phía bên này luôn. Quay, đây là phía hoàng hôn. Đây, rất là đẹp. Hồ bơi rất là đẹp. Còn đây là barbecue ngoài trời. Barbecue ngoài trời nha mọi người. Đồ đất là chỗ trống luôn á. Nhiều chỗ đẹp lắm. Buổi tối ở đây rất là đẹp nha mọi người. Nếu mà các bạn có đi du lịch đó, thì các bạn nên đến đây một lần để trải nghiệm. Và mình sẽ đi vào buổi tối tầm khoảng 5 giờ đến 8 giờ tối thì rất là đẹp. Còn đi buổi trưa như mình á, hôm nay thì có rất là nắng. Ủa kêu lấy xem cái nó này nắng quá. Tại vì em cái nó nắng quá bởi vì thang ra mỏi. Cho nên mình đi review một vòng thì mình cũng có order thêm 2 ly cocktail. Là có cái mùi vị nó sẽ khác nhau nha các mọi người. Cái ly cocktail này á là có tên là Pina Colada. Thì ly cocktail này đặc biệt là nó sẽ có rượu. Nhưng mà hiện tại thì mình không uống được rượu nên là mình không order rượu. Cái điểm nhấn đặc biệt của cái ly Pina Colada này á là nó sẽ có dừa. Dừa đặc biệt thì dành cho những bạn nữ hoặc là những người nào mà thích uống dừa thì mình sẽ dùng cái Pina Colada này rất là ngon. Đây mình thử luôn cho mọi người xem nha. Cái mùi vị rất là lạ luôn á, mà ngon. Rồi còn ly cocktail này là nó sẽ có hòa vị giữa thơm và nước cam. Và nước cam của mình hòa vị với nhau luôn, tạo ra một cái ly cocktail ấn tượng. Và cái màu vàng này rất là đẹp với mọi người. Ngon lắm. Mình thử luôn cho các bạn xem nha. Rất là ngon luôn á. Thì mình khuyên mọi người là nếu mà đến đây đến Vũng Tàu thì hãy nên đến quán cà phê này mà mình review trên kênh Sống Ảo tại đây. Mình sẽ nhìn tổng quan cái Vũng Tàu. Ai ở Vũng Tàu biết cái quán này đâu. Có chị ở tòa nhà này tính gì đây.